Các bạn thân mến, hôm nay mình chia sẻ với các bạn cái món này giò heo kho với lại nấm đông cô với lại củ cải. Đây, trước hết mình có cái dĩa giò heo ở đây rồi. Bên đây là nấm đông cô. Đây, nấm đông cô khô. Ở bên đây là có một cái củ hành, một cái cọng hành lớn. Cái hỗn cọng hành này mình để vô một chút cho cái nước nó ngọt thôi. Kho với lại củ cải. Thì cái món này, cái phần sơ chế của nó cũng hơi gắt gói. Bây giờ trước hết mình đổ nước vào ngâm cái nấm đông cô này. Nấm đông cô này ngâm rất là lâu rồi các bạn. Tốt nhất là mình ngâm qua một đêm, ngày hôm sau mình dùng thì nó sẽ tốt hơn. Còn cái này mình ngâm cấp tốc thì mình dùng cái nước nóng một chút. Bây giờ tới cái công đoạn mình đi sơ chế cái chân heo này. Để một chút nữa mình kho. Bây giờ nước nó đã sôi rồi, mình thả chân heo vô mình trộn. Sơ qua. Để nó cho nó ra hết mấy cái chất bẩn, rồi mình đem mình rửa. Mình thả vào một chút muối để cho cái muối nó đẩy mấy cái chất bẩn ra. Thì nó sôi xong rồi nó lộ. Giờ bắt đầu mình vớt ra. Mình vớt ra mình đi rửa nó lại. Ta có một cái thau giống như vậy. Đây là sau khi chúng ta rửa xong. Bây giờ chúng ta tìm một cái nồi lớn. Phải một cái nồi đủ rộng một chút. Đây. Nồi này, bắt đầu mình thả cái chân heo vào ướp. Bây giờ tới cái công đoạn mình ướp mà hai tép tỏi mình đập dập thôi, mình không cần phải băm các bạn. Tỏi, một muỗng đường, muỗng nước mắm, và một muỗng nước tương đặc. Rồi mình xong rồi mình trộn đều lên vậy thôi. Trộn đều lên, mình để 15 phút sau bắt đầu mình mở lửa lên, đắp trong lòng mình kho. Cái này mình chỉ mới ướp sơ thôi nha các bạn. Một hồi nữa mình mở lửa lên, mình cho nó sôi lên rồi mình vớt bọt, mình để thêm nước rồi mình mới nêm lại. Rồi bây giờ mình để 15 phút sau bắt đầu là mình mở lửa lên mình kho. Sau khi nó sôi lên đó các bạn, mình phải đổ nước vô rồi mình nêm lại. Các bạn nhớ nha, mình đổ nước cho nó ngập cả cái giò heo đã.
Tại vì nếu mà nó không ngập cái giò heo mình nó sẽ không mềm đâu. Đây là sau khi nước đổ nước nó ngập cả cái giò heo của mình. Okay. Để một chút nữa mình dễ bề vớt bọt, vớt cái bọt của nó và cái giò heo mình kho nó sẽ được mềm hơn. Mình kho cho nước nó sát xuống một chút thì cái giò heo nó sẽ rất mềm. Một hồi nữa mình thả củ cải, thả nấm và thả cái cọng hành to đó vào. Sau khi mình vớt bọt xong mình mới thả vô. Bây giờ mình cho thêm nửa muỗng muối. Một muỗng đường. Một ít bột nêm. Xong rồi chờ cho nó sôi lên rồi mình vớt bọt nó thôi. Bây giờ nó sôi xong, vớt bọt xong, bây giờ mình thả hành, thả củ cải, thả nấm đông cô vô. Bạn đừng quên nghe, cái món này mình phải kho lạc một chút, không có được kho mặn lắm đâu. Mặn ăn là không nổi đâu đó. Và nấm đông cô của mình đã hấp xong rồi đây này. Rồi mình thả nó vô. Cái món này kho nó rất là lâu nha các bạn. Kho trung bình khoảng 2 tiếng, mở lửa nhỏ phải kho khoảng 2 tiếng thì cái chân heo nó mới mềm được và cái nấm đông cô này nó mới rút nước vô trong. Và cái nấm đông cô này nó mới mềm, nó thấm vô cái nước thịt nó mới ngon. Cái nấm đông cô là nó nhờ nó thấm vào cái nước thịt, nó hút cái nước thịt vô cái nấm. Bởi vì khi mình ăn cái nấm nó rất là ngon. Bây giờ mình cứ để cho lửa nó nhỏ 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 nhỏ, nhỏ vậy đó. Kho cho nó tới nó mềm. Sau khi một tiếng đồng hồ sau thì cái nước nó sắc xuống gì nè các bạn. Giờ cái nước của nó kẹo lại giống như vậy. Tại vì ở trong này nó có cái chất thịt của cái chân giò này nó ra và cái nấm đông cô nó làm sạch cái nước lại. Bây giờ thì nó có thể mềm mà. Nhưng mà nó còn hơi giòn giòn, nó chưa có mềm lắm. Nếu mà ai thích ăn nó giòn giòn lúc này thì nên ăn nó vào cái lúc này. Mình tắt lửa đi. Còn nếu mình muốn ăn nó mềm hơn nữa thì mình tiếp tục nấu nó khoảng chừng 45 phút nữa. Mà để lửa nhỏ thôi. Đó, bây giờ đó là những cái nấm đông cô này nó hút nước vô giống như vậy. Nó hút cái nước thịt vào ăn nó rất là ngon. Đây. Đó. Còn những cái chân giò này thì nó mới mềm thôi. Ăn nó còn giòn giòn. Thì cái nước này một hồi nữa mình ăn, mình chấm với lại dưa leo hay là một tí đồ nó chua chua thì nó cũng rất là ngon. Hay là chúng ta luộc cải lên chúng ta chấm ăn nó cũng rất là ngon. Bây giờ mình tiếp tục, mình kho nó khoảng chừng 40 phút nữa cho nó mềm. Bây giờ mình dùng con cá diêu hồng này mình chiên tươi. Để một hồi nữa mình bữa cơm chiều nay mình ăn với lại cá diêu hồng chiên tươi, ăn nước mắm tỏi và
giò heo kho nấm đông cô, củ cải. Wow, là cứng quá ha. Tới lúc mình chiên cá cơm đói rồi, bỏ dầu vô. Thả tỏi vào, chờ cho tỏi nó nóng. Cá mà muốn chiên cho nó giòn hay cái da đó phải để một chút muối vào dầu. Tỏi vàng rồi, giờ thả cá vô. Nước mắm me, đây mình xài me bột, mình cho ba đó các bạn, cái gì tiện lợi là xài thôi. Đường, ớt, tỏi, một muỗng nước mắm, này, tức là chúng ta có một chén nước mắm me, rồi chấm cái cá chiên tươi, nó cũng lạ lắm. Đó. Cái nước mắm mà đậy còn không vô. Ông chồng làm bếp, bà vợ thì đang nướng bánh. Wow, cái bánh bông lan đúng là bông rồi đó, thành bông lan rồi đó. Đó, nóng nóng. Đó, nó thành cái bánh bông lan rồi. Bánh này nở nó thành cái bông rồi đó. Rồi hai cái kia chưa chín. Giờ là cắt dưa leo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hạt cá của mình đã chín rồi, bắt đầu dọn cơm ăn được rồi. Đây là một dĩa dưa leo cà chua, đồ chua đây. Cái nước mắm có rồi. Bây giờ mình lấy con cá ra. Có chứ. Cá luôn. Cá vô hồng chiên tươi. Này cá dưa hồng chiên tươi, ăn nước mắm me. Ngày hôm nay giò heo kho bánh đông cô củ cải. Đây bây giờ nó mềm giống như gì này các bạn. Nấm đông cô, cái nước nó kẹo kẹo lên. Này, cái nước nó kẹo là giống như này, nó mới ngon được. Món chính ngày hôm nay là cái món giò heo kho với lại nấm đông cô với lại củ cải. Ngày giờ các bạn nhìn đi, đây, đó, nó mềm ra gì rồi, đây, đây. Cái giò heo mình bắt đầu nó mềm ra rồi. Nấm đông cô nó hút hết cái nước thịt nó giống như vậy. Giờ mình ăn cơm thôi. Rồi bây giờ mình đã có một bàn ăn rồi đó các bạn. Đây. Giò heo kho nấm đông cô, cá chiên tươi, nước mắm me, ăn với lại dưa leo cà chua rồi đầu chua. Đó. Rồi, ăn đi. Ngon. Cá dưa hồng chiên tươi ngon ha. Ngon quá. Chưa mềm lắm. Let's go.